Trong chuyến tham quan, xe chở các học sinh này dừng chân ở một cửa hàng giấy để đổ xăng tại trạm xăng gần đó. Bọn trẻ xuống xe đợi và trầm trồ khi nhìn thấy một cửa hàng to đến thế. Chúng còn ngạc nhiên hơn khi biết cửa hàng này mở cửa 24/24 giờ. Không cần ai phải nhắc, bé nhỏ nào đi vào cửa hàng cũng tự động cởi giày dép. Khi thầy Reto vào rửa tay, nhóm học sinh được thầy cho phép vào tham quan cửa hàng. Nhưng khi bước ra, thầy rất kinh ngạc thấy em nào em nấy đều tự nguyện để dép bên ngoài cửa. Thầy thắc bận rộn hỏi tại sao các con làm vậy? Câu trả lời của các em khiến cư dân mạng khen ngợi không ngớt, chúng em nên tôn trọng những nơi mình đặt chân đến. Trước khi tới bất kỳ vị trí nào sẽ nhớ bỏ giày, dép ra trước khi bước vào cửa. Thái độ tôn trọng và hành động cute của những cậu bé nhỏ người miền núi Thái Lan trong một chuyến đi tham quan thị trấn cùng thầy Reto đã khiến nhiều người cảm động. Trong khi mọi người cũng khen thầy Reto đã biết cách dạy học sinh của mình để các em có thái độ cư xử rất lễ phép. Ngay từ nhỏ, phụ thân mẹ và thầy cô nên dạy các con phải biết tôn trọng. Tôn trọng là khi trẻ được dạy về rét mức trị của một vật, lao động của một người để có được thành quả như vậy, và trẻ nghĩ là mình cần làm cho đúng để xứng đáng. Hành động cởi giày trước khi vào cửa hàng giấy đã nhận được cơn mưa lời khen. Dạy con biết xin lỗi và cảm ơn. Đây là kỹ năng xã hội căn bản mà các bé nhỏ nên được phụ thân mẹ, thầy cô dạy từ nhỏ, biết nói xin lỗi khi làm sai và cảm ơn khi ai đó giúp mình. Biết nói xin lỗi và cảm ơn đúng lúc sẽ giúp trẻ sinh ra thói quen tốt và là yếu ớt tố hữu ích trong giao tiếp xã hội. Thói quen này cũng giúp trẻ biết đồng cảm, tôn trọng và biết ơn những thứ tốt đẹp mà người khác mang lại cho mình. Bố mẹ và thầy cô nên tôn trọng trẻ, biết khen ngợi khi con làm việc tốt. Nếu thấy thái độ con cư xử chưa đúng, đừng ngay lập tức mắng con, bởi càng làm đứa bé nhỏ bẽ mặt trước nơi đông người, gam mê thủ càng không thể dạy trẻ theo ý mình. Hãy để cả mình và con bình tĩnh lại, sau đó tâm sự rồi phân tích phải trái cho con hiểu. Bạn cũng cần đề ra một hình phạt xứng đáng cho lần tái phạm sau. Khi con làm tốt điều gì, gam mê thủ nên nói rõ rệt cho con biết điểm tốt là gì, ví dụ như con biết chào hỏi người lớn khi gặp gỡ các bác ở thang máy là rất ngoan. Con biết mở cửa giúp cô khi cô đang bế em bé nhỏ là rất tốt. Sự dạy dỗ chi tiết đó của bố mẹ sẽ cho con thấy rõ rệt hành động của mình thế nào là đúng để lần sau bé nhỏ sẽ phát huy.